Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube bên Tuấn Moto. Và hôm nay thì Tuấn Moto cũng mới vừa về một con xe Vento 150cc nha anh em. Dòng xe này là hàng nhập Mỹ nha anh em, hàng nhập châu Âu, rất là đẹp anh em. Đó, dòng xe Vento này thì nói chung là nó có nhiều phân khối, 150 rồi 250 cũng có luôn nha. Con này thì bên em bán ra là mà 150cc. Con này là Vento 150cc. Con này thì nhập khẩu từ Mỹ anh em, hàng này là đúng hàng nhập Mỹ luôn anh em. Con này là còn nguyên riêng, rất là đẹp. Đó, anh em nào có cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại có trên màn hình luôn, 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lên địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Con này là Vento 150cc, con này là còn nguyên riêng nguyên bản nha. Hiện tại con này là chưa có cua độ chế gì hết, nhìn rất là đẹp luôn. Hai bô nhìn rất là đẹp nha, bô nhìn còn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn cũng như là lốc máy đồ mọi thứ trên xe là em thấy là còn nguyên riêng. Đó, khá là ok luôn. Mấy con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình không cần làm thêm cái gì nha. Vì xe này là càng đèn xi nhanh bình đề rồi đầy đủ hết nha anh em. Đó, con này nhìn bánh mâm nè, vỏ rồi như nước sơn đồ, nhìn khá là đẹp luôn. Mấy con này, nói chung mấy con này thì bên em bán ra với cái giá cũng rất là hữu nghị cho anh em luôn, giá cực kỳ hợp lý mà bên em có ship xe đi các tỉnh luôn. À, bên em có ship xe đi các tỉnh luôn nha. Anh em nữa ở tỉnh anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Đó. Còn bên em quay video á thì nói chung xe sau là bên em quay y chang vậy luôn. Đó, không có thêm bớt, không có chỉnh sửa hình ảnh gì hết nha. Đó, con này thì nói chung là về nước sơn nó lại không có chạy, không có bể gì hết. Rất đều đồ liền lạc, bình đề càng đèn đầy đủ hết anh em. Đó, nói chung là khá là ok luôn. Về hiện tại giá con này bên em bán ra với cái giá là 32 triệu ha. 32 triệu nha. Giá này thì bên em bao ship cho anh em như là các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh em ở các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh mà anh em không lên được thì bên em có thể bao ship cho anh em ở các tỉnh lân cận thôi nha. Còn xa quá thì bên em không có chịu tiền ship luôn nha. Đó, anh em để ý nha. Đó. Và sau đây em sẽ tiến dần lại và giới thiệu sát cho anh em từng chi tiết chiếc xe này, từng điểm để anh em mình xem và anh em mình cần thì liên lạc cho em. Đó. Kênh Tuấn Mô Tô thì chuyên bán các dòng xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha anh em. Xe ken, xe đẹp nha, xe lướt nha. Đó, bên Tuấn Mô Tô đặc điểm cái là không bao giờ bán xe độ xe chế nha. Đó, bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán các dòng xe riêng, xe đẹp nha. Những xe nào bên Tuấn Mô Tô mua về để canh chỉnh rất là kỹ. Đó, làm lại rất là đồng quần. Đó, test máy, test đồ kỹ càng rồi mới đem ra quay video giới thiệu cho anh em để bán nha. Nên nói chung là nhiều cửa hàng bán mô tô rất là nhiều, nhưng mà anh em phải lựa chọn những cửa hàng nào có uy tín, đó, biết về canh chỉnh mô tô, biết sửa chữa, biết cách tư vấn khắc phục thì anh em mua cho nó. Sau này giả sử như anh em sử dụng thời gian, anh em cần muốn hỗ trợ gì thì điện thoại cho cửa hàng nó hỗ trợ cho anh em. Giống như là bên em là chuyên bán các dòng mô tô thì bên em chỉ có chuyên mô tô thôi. Đó, anh em bên em sau này anh em mua có cần mua, anh em mua sử dụng á, sau này anh em có cần thay phụ tùng gì thì cũng anh em bên Tuấn Mô Tô sẽ hỗ trợ cho anh em mua phụ tùng nha. Giống như là chỉ chỗ cho anh em mua hoặc cho số điện thoại anh em mua. Đó, giả sử như anh em ở tỉnh, anh em cần sửa mô tô không biết sửa thì có thể gọi điện lên Tuấn Mô Tô sẽ chỉ cách cho anh em sửa. Đó là cái đó là cái quan trọng anh em. Còn nói chung giờ thị trường giờ bán mô tô rất là nhiều, nhưng mà cái anh em phải tìm cái chỗ uy tín đó để anh em mua. Chứ còn anh em mua mấy cái chỗ mà nó mua sao về nó bán vậy á, nhiều chiếc xe mua về chạy không được, cũng bán cho anh em chạy không bao giờ được. Đó, cái đó thì bên Tuấn Mô Tô không có chơi. Bên Tuấn Mô Tô thì chuyên các dòng xe mô tô mà chỉ có bán mô tô thôi, phần khối lớn phần khối nhỏ thôi. Đó, nên những chiếc xe này bên Tuấn Mô Tô mua về là canh chỉnh rất là kỹ, máy móc là nguyên rinh bên Tuấn Mô Tô mới mua nha. Máy kêu máy hư thì bên Tuấn Mô Tô không có chơi, nên anh em nào cần mua thì gái ủng hộ Tuấn Mô Tô. Và anh em nào hay thường xuyên theo dõi kênh bên Tuấn Mô Tô mà chưa có đăng ký kênh đó, thì anh em bấm đăng ký kênh nha. Đó, có chữ đăng ký kênh màu đỏ đó, anh em bấm vào chữ đăng ký kênh ha, để tiếp tục theo dõi những video sau bên Tuấn Mô Tô đưa lên và giới thiệu cho anh em. Và mỗi anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ Tuấn Mô Tô một like nha. Đó, ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like. Và đặc biệt thì anh em xem video thì anh em nhớ bấm số 1 giùm em để em biết là anh em đang xem video nha. Rồi, và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát từng chi tiết cho anh em, giống như là đèn, bánh, đồ mọi thứ trên xe cho anh em xem. Anh em nào cũng thấy ân ý cần thì anh em cứ việc liên lạc cho em để chốt giá nha. Hoặc anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe thì anh em cứ để lại bình luận ở dưới hoặc liên lạc thẳng trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em xem. Nếu như anh em cũng thấy ân ý thì anh em chốt xe thì bên em sẽ ship xe cho anh em. Đó, và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát cho anh em từng chi tiết chiếc xe nha. Đó, xe này thì có hai túi da luôn, rất là đẹp. Rồi, nên em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát cho anh em xem.
Ok, và lời đầu tiên thì em xin giới thiệu về nước sơn cái nhà trước nè, rất là đẹp luôn. Không có một cái chày nha, sơn bóng rất là bóng nha. Đó, biểu tượng logo hình con voi đó của Vento. Đó anh em nhìn nè, biểu tượng con voi nè. Đó, cái logo của Vento là biểu hiện cái hình con voi. Đó anh em nhìn ha, giống như rebel là biểu hiện cái con đại bàng vậy đó, giống như chàng đó anh em. Đó, rồi nước sơn nè. Đồ đạc rất là đẹp anh em, nhìn rất là keng nha. Đó anh em cứ thêm kỹ video nha, em quay video điện thoại nó hơi cùi bắp nên nó hơi có độ mờ tí. Đó anh em xem giùm em. Đó, nước sơn không có một vết chày nha, rất là bám luôn. Giống như là bánh mâm nè, đó một khối nhôm rất là đẹp, nhìn con rất là sáng nha anh em. Đó anh em mình xem xe. Đó, em trong lúc tả video có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua nha. Đó vỏ rồi em thấy gai còn rất là sâu. Đó khá là ok luôn anh em. Đó anh em nhìn ha. Về phần bên này đó anh em nhìn ha, khá là ok luôn. Về phần đĩa trước, con này thì nó như kiểu một phân trước là phân đĩa, phân sau là phân cơ. Đó hệ thống đĩa trước chống bó tháng luôn, CBS. Đó dòng này là chống bó tháng luôn nha. Đó anh em mình tham khảo. Đó rất là đẹp luôn anh em. Đó, nói chung là về phần phía trước là em thấy khá là ok rồi. Đó anh em mình xem cảm nhận chiếc xe và anh em nào cũng thấy ưng ý thì liên lạc cho em để chốt giá nha. Đó liên lạc cho em tại số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng để địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp. Rồi về phần đồng hồ của nó, phía trước thì rất là đẹp luôn, hai đồng hồ và đèn trước và hai xi nhan hai bên vẫn còn nguyên ring. Đèn trước thì con này nó có lên một cái đèn led rất là sáng anh em. Đó, em bật thử cho anh em xem. Đèn led nè, rất là sáng nha. Đó, anh em để ý nha, vì ban em quay ban ngày, đèn led ban ngày thì anh em thấy nó không có tỏ, không như ban đêm rất là cực kỳ sáng luôn. Đó, đèn led và hai xi nhan hai bên. Đó, em giới thiệu cho anh em. Đó, kiến hậu cũng như là cùm tay thắng, tay côn đồ, nhìn khá là đẹp luôn. Và đặc biệt còn hai cái càng ring của nó luôn, anh em nhìn khá là đẹp. Đó, cực kỳ VIP luôn nha. Con xe này thì em thấy khá là ok. Nên anh em nào có cần những dòng xe như vậy thì liên lạc cho em mình để mình chốt giá nha. Đó, về phần đồng hồ, càng đèn đồ đầy đủ hết nha anh em. Con này khá là tuyệt vời luôn. Đó, đây là đồng hồ tô máy của nó nha. Đây là tô hô máy. Và đây là đồng hồ km của nó. Anh em mình để ý nha. Em nổ máy thử cho anh em xem cái đồng hồ tô máy này có lên hay không. Đó. Xem đâu đây. Bóp côn đề trắng dễ sợ tá, sao bóp côn đấy. Rồi em phải dơ cái máy ra em bóp côn em mới để được nha. Đó à, bóp đây, đây là đồng hồ tô máy của nó anh em, nhìn ga nó lên đã thấy chưa. Đó, đồng hồ tô máy khi anh em lên ga là nó sẽ lên nè. Đó, còn km thì chạy nó mới lên nha, còn bình thường đứng chỗ thì nó không bao giờ lên đâu nha. Đó, tô máy nha. Đó, rất là ok luôn. Anh em nào thích những dòng như vậy, những con xe như vậy thì anh em liên lạc cho em liền để chốt giá. Nó khá là đẹp, guarantee nổ cực kỳ nhuyễn, mấy dòng này máy cực kỳ êm luôn. Anh em nghe tiếng máy không, nổ lên ga rất là êm nha, tiếng máy cực kỳ nhuyễn luôn. Đó, anh em nha, hai bô nè, nhìn nổ tiếng rất là hay luôn. Đó, tiếng rất là hay và rất là lực nha, nổ tiếng khá là ok luôn. Đó, tem nè, tem nhôm nè, là hàng nhập Mỹ nha, đúng hàng luôn nha. Xí này em sẽ giới thiệu cho anh em xem cái này. Đó, em nói rõ về cái đó cho anh em xem. Đó, và đặc biệt nha, con này nó anh em nào mua về thì không biết cách sử dụng cái này đâu. Đó, đây là nút đề nè, nút đề nó sẽ nằm phía trong này nha, và đây là nút mở đèn nha. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, chứ không quá giống như nút đề đây đâu nha. Đó, đây là nút đề nè, đề máy nè. Đó, hàng nhập Mỹ châu Âu là nó vậy đó, nước ngoài là nó vậy. Còn đây là nút mở đèn, đó mở đèn đó, đó. Còn đây là xi nhan bên phải nha. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, xi nhan bên phải nè. Đó, anh em nhìn thấy sáng nha. Mà khi anh em tắt á, anh em chặn vô tí, anh em giữ, anh em thả ra là nó sẽ tắt nha. Còn khi anh em bấm vô nè, đó rồi là nó sẽ sáng xi nhan nè, nè đó nè. Đó, anh em thấy không, khi anh em tắt nè, anh em dặn vô bóp vô, anh em giữ tí, anh em thả ra là nó sẽ tắt.
và xi nhan bên này là bên phải nha, còn bên này là bên trái nha anh em. Nó hai bên hai riêng biệt nha, hai bên hai riêng biệt em nè. Chính như vậy nè, đây là bên phải nè, đây là bên trái nha, đây là bên trái của nó nè. Anh em nhấn vô nè là nó sẽ sáng xi nhan nha, anh quay cho anh em đó, là anh em thấy sáng xi nhan không đó, xi nhan nè đó. Mà khi anh em tát anh em cũng dậm về luôn, bóp vô rồi anh em thả ra, giữ tí thả ra là nó sẽ tát. Và đây là nút kèn nha, đây là nút kèn nè đó, nút kèn của nó là đây nha. Và đây là nút bấm pha lên pha xuống nha, nó riêng biệt nha, nó khác với những dòng xe khác nha anh em mình để ý nha. Chứ nhiều lúc anh em mua về em ở dưới tỉnh em gửi về rồi anh em không biết để bấm đề đâu, không biết xi nhan đâu đó nè. Anh em bấm vô rồi anh em thả ra là nó sẽ sáng xi nhan bên này. Và cũng vậy, anh em cần bấm bên này, anh em bấm bên này hoặc là nó sáng bên này là nó sẽ tắt bên này đó. Nên anh em nhìn nè đó, thấy chưa em nhìn nè. Đó, giờ đang sáng bên này đúng không, anh em muốn bật xi nhan bên trái này, anh em bấm nút bên trái này là nó sẽ sáng bên trái và nó sẽ tắt bên phải đó. Ring của nó là vậy, nó rất là đập chiều của nó đó anh em. Và khi anh em muốn tắt đúng không thì anh em nhấn vô giữ tí rồi thả ra là nó sẽ tắt, đơn giản thôi đó. Em giới thiệu cho anh em rất là kỹ những chiếc xe trước anh em bán ra, anh cũng giới thiệu rất là kỹ rồi. Vì xe này là nó còn nguyên ring cùm của nó, mà anh em giả sử như anh em đi thời gian á, mà sau này nó muốn anh em muốn khó sử dụng quá thì anh em có thể bỏ cái cùm này ra và anh em mua cái cùm của thằng Rebel á, hai cái cùm anh em gắn vô cũng vừa y luôn nha, y chang luôn để bấm cho nó dễ. Còn ring của nó thì nó vậy, cái này là vẫn còn nguyên ring nha đó, nguyên bản của nó thì nó vậy đó. Bên em giới thiệu rất là kỹ, nó rất là kỹ cho anh em để anh em mình sử dụng nha. Rồi về phần máy móc con này thì máy này là hiện tại là vẫn còn nguyên ring, nó nổ rất là êm, rất là đều đồ nha, tiếng nổ cực kỳ êm. Bình xăng nè, nó ra băng đó, anh em nhìn bình xăng cực kỳ chất lượng luôn, rất là lợi xăng, gan tỷ nổ cực kỳ nhuyễn, nó rất là ok. Lốc máy là xi Vento nè, hiệu Vento là hiệu đúng hàng nhập Mỹ luôn nha anh em, nhiều anh em không biết đâu đó, hàng Vento là hàng đúng hàng nhập Mỹ luôn. Lúc trước em đã bán Vento 250cc cũng có nha, 150, 250 và dòng phân khối lớn hơn cũng có dòng Vento nha, anh em mình để ý nha đó. Nên anh em nào có cần thì liên lạc cho em để chốt giá con này nha đó. Nè, logo hiệu Vento nè, đó rất là đẹp. Nên anh em nào cần thì liên lạc cho em liền mình để chốt giá. Hiện tại giá con này bên em đưa ra với giá là 32 triệu, giá này thì bên em bao ship cho anh em. Còn nếu như anh em đã ở tỉnh, anh em lên cửa hàng mua thì bên em sẽ fit tiền xăng tiền cổ cho anh em. Nó hai bô nổ tiếng cực kỳ hay luôn, nó rất là đầm nha, ok nha. Và được con này được trang bị hai cái túi da hai bên cho anh em mình luôn, hai cái túi da hai bên để anh em bỏ đồ nha đó nè, hai cái túi da hai bên luôn đó, rất là đẹp nha. Con này thì đèn của nó nè, xi nhan của nó hiện tại vẫn còn ring luôn đó. Biển số cực kỳ đẹp, 59V2 08869 nha đó, anh em thấy không, 08869 đó, khá là ok. Nhông sinh đĩa giỏ nè, giỏ không rụt, gai này thì cũng khá là ok rồi, nhông sinh đĩa cũng còn rất là tốt. Hiện tại bánh mâm phía sau nhìn khá là đẹp luôn đó, rất là chắc chắn nha. Dòng Vento với dòng kênh quay em hiểu là nó cũng như một hãng thôi đó, nhưng mà nó sản xuất ra cái con, nó đặt cái tên là một chiếc Vento một chiếc kênh quay với hai chiếc là hầu như là như nhau luôn anh em đó. Có một cái tay cầm này để anh em thấy, còn hai cái thùng hai bên thì anh em bỏ đồ nha. Đó, con này khá là ok luôn, có chống đứng luôn cho anh em để anh em mình dựng sau khi rửa xe rồi hoặc sửa chữa gì, nó rất là ok. Mấy dòng này thì anh em ra chạy đường trường rất là đàm luôn, cực kỳ lợi xăng. Xăng của nó thì có thể tầm 45 km một lít xăng là đường trường nha anh em đó. Anh em ra đường trường anh em chạy rất là đàm, không có bị sàn lát nha, đi xa rất là ok luôn, kiểu dáng tư thế ngồi cực kỳ thoải mái luôn cho anh em đó. Khi anh em đi xa đó, anh em ngồi rất là ok luôn, cực kỳ thoải mái luôn đó. Mấy con này thì nói chung thấp chứ không có cao, vỏ sau của nó thì em xem nè, vỏ sau của nó 130-90 có 15 mà đó, vòng máy có 15 mà. Nên thường thường anh em 1m50-1m55 là anh em đi vô tư nha, là anh em ngồi chống chân vô tư nha, không có bị hỏng chân. Vì con này thấp chứ không có cao, vỏ của nó chỉ có 15 thôi đó, nên thành ra nó thấp chứ không có cao, 1m50-1m55 là anh em đi ok rồi, anh em chống chân ok nha. Rồi về phần nước xi con này em thấy khá là đẹp luôn đó, rất là đẹp đó. Đó nhìn ha, đồ đạc trên xe xi khá là ok,
về phần bình xăng đồ nè, quá xăng đó, hiệu Vento rất là ok luôn đó. Nên anh em nào cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659, hoặc anh em ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để anh em mình xem xe trực tiếp nó sẽ rõ hơn đó, anh em để ý nha. Về phần yên con này thì yên liền, nhìn rất là đẹp luôn, rất là gọn giống như yên hạt lay anh em đó, nhìn cực kỳ ok luôn đó, kiểu dáng khá là ok luôn, giá thành nó cũng rất là rẻ đó. Nên anh em nào có cần mua những dòng xe như vậy thì anh em liên lạc cho em đó, số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để anh em mình xem xe trực tiếp. Những con xe đẹp như vậy, giá thành rẻ như vậy rất là hiếm nha, rất là khó tìm nha anh em. Hiện tại thị trường xe cũ hiện tượng rất là sốt, giá cả rất là cao đó, nên anh em nào có cần những con xe rẻ và đẹp như vậy, bền như vậy, chất lượng như vậy thì anh em liên lạc cho em để chốt giá. Và hiện tại bên cửa hàng em còn khá là nhiều các dòng xe mô tô đã qua sử dụng rất là nhiều. Anh em nào cần mua thì ghé lại địa chỉ cửa hàng nha, như là Suzuki GZ 125 nè, Suzuki GZ 150A nè, đó, Yamaha Vision 125 nè, đó, Honda Master 2 125 nè. Đó, và rất là nhiều các dòng xe mô tô khác nha. Anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng bên em để xem xe. Và 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp. Con xe này nước sơn nha, rất là đẹp nha anh em, không có một vết chày luôn nha, rất là đều đồ, giống như đồ xì trên xe, nhìn cũng khá là đẹp luôn, bi đông đồ là vẫn còn nguyên riêng, kiến rồi nhìn là đều đồ rất là đẹp đó. Nên anh em nào cũng thấy yêu mến những dòng xe này thì liên lạc cho em. Em thấy con mày sử dụng rất là ok anh em, em chạy em thấy rất là đầm luôn và cực kỳ ok nữa, tiếng bô nó cũng khá là hay, kiểu dáng nó cũng khá là đẹp, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái luôn đó, khi anh em đi xa hoặc kẹt đường đó anh em chống chân rất là dễ nha, vì mấy con này thấp chứ không có cao đó. Em quay video rất là kỹ nha, từng chi tiết nha, rất là sắc nét cho anh em mình xem đó. Ok, và video này thì cũng đã dài rồi, em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em cái video sau, sẽ tiếp tục nhiều xe cho anh em nhớ, giới thiệu nhiều cho anh em cũng như là chỉ những chi tiết cho anh em xem. Và anh em nào trong lúc sử dụng xe có gì trục trặc và anh em muốn tư vấn thì anh em cứ việc liên lạc cho em ha, em sẽ trực tiếp tư vấn trả lời cho anh em, chỉ cách cho anh em sửa cũng giống như là bán chỉ cho anh em cách để chỗ để anh em mua phụ tùng đó, thay thế nữa đó. Trong lúc anh làm video có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua. Và mỗi anh em xem video thì đừng quên là nhớ bấm đăng ký kênh giùm em để ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Và bấm cho Tuấn Mô Tô một like nha anh em, để có tinh thần. Và anh em nào chưa đăng ký kênh á thì anh em bấm đăng ký kênh
để sau này anh em nhận những tin nhắn xe bên Tuấn Ô Tô ba đưa ra và giới thiệu cho anh em. Đó, em lời cuối cùng thì em xin chúc với tất cả anh em xem video một ngày thật vui vẻ nha, và luôn ủng hộ Tuấn Ô Tô.